thì là các cái chính là một điều đó, là hai điều đó. Anh biết các bạn là hai tỷ. Mọi người gặp thế này thì giải đầu nghe không? Thì không? Thì nghe đâu? Mình bắt đầu bằng chính mình để nghe mình nghe thế này, nghe thì để nghe thế này, mình nghe thì mình bảo á, để làm tao có việc, giờ mày tránh nó tao, để mình tránh nó lại, không để cho nào nó để. Nó để cái này mình nghe thì nó cho mình chịu, để cái này mình nghe thì chỉ đó nó cho mình chịu nữa, cho mình tránh chú, mình có kịp. Mà cái này quan trọng nha, không làm được. Vì sao vậy? Tại vì nếu mà một ngày đẹp trời đó không có gì nghe đây mà hay thì không phải là gì đó, không phải là từ đâu, nó còn từ từ đó cho khỏi mình gọi là âm hội. Chút xíu mình sẽ nói âm hội. Cái tuyên chiếu các bạn này luôn có cái gì học cùng cái hè, nhưng mà quý vị cũng nói là cái nghe mà bắt đầu từ ngày một để tập. Bây giờ nó bắt đầu học, người ta có thể đo được rồi, người ta biết tiếng chính xác, cái tiếng gì, giống như bên tiên nó tập thành đồn, thì hỏi nó gọi là thế thành đồn như vậy. Nhưng mà cho cái bài học này nó không có khác biệt lắm, tại vì người ta dùng cái phương tiện như là ống kính, người ta đo khán giả, người ta đo chính xác hơn, người ta đo tốt hơn, người ta thay vì đi qua không gian cái âm, người ta đo trực tiếp một con khán giả. Thế thì hồi nãy mình mới nói là thổi thì đây biến đổi của cái thở bình thường, nó bị làm cái nang bất thường giảm biến đổi cái thở thanh khí các bạn thì tuy nhiên là nó giảm, nó mất, và trong đó thì có cái tăng, sẽ là tăng phân bố là cái khác. Ví dụ như là tiếng thổi ống bình thường nó không nghe được thanh khí đây, bây giờ nó nghe thanh khí đây, mình khám có một cái vùng đông đặc, tức là vùng xương đông tăng, rồi nó nghe trong cái vùng đông đặc chính, nó cái này là có hồi ống cái vùng đông đặc, trong vùng đông đặc khi là cái vùng phổi này nè. Đối với cái vùng phổi thì thường mình khám được ở cái trên có một cái vùng đa dạng, từ liên quan đến định. Quý vị có thể Google phổi bình, phổi tuyến, vân. Giống như nãy có nói lúc đầu một số cái gọi là những cái lâm sàng ý kiến quá là có lẽ có những cái gì để lâm sàng nhiều hơn, là bỏ cũng có dạy hơn em trên mạng nó cũng còn một tình một tí nếu từ đầu qua thì biết lỡ như nào thế hay học đa cái gì mà bạn không biết là của mình mình chỉ học tại học vừa là quyết tâm cơ sở thì nó tốt thì sẽ nghe qua không biết gì không không biết gì. Cái nữa là nếu mà cũng âm thêm vào, nếu mà mình nghe được từng hết rồi thì tự nhiên nó có cái âm trầm buồn thì đó phải chừng là cái tiếng thêm vào, và tiếng thêm vào mà liên tục thì gọi là tiếng thế đoạn, tức là tắt nghẹn từng thở, mà tiếng thêm vào không liên tục mình hay gọi là nổ, mà danh pháp tốt nhất mình nên dùng các to hàng gọi là nặng gọi là cough fractal trong tiếng Anh, và các to hàng gì đó fine fractal theo các luồng. Thế thì tiếng bọt làm phổi nó khác, là nặng nổ nó khác cái chỗ nó khan, nó bao gồm một tầng tròn liên tục một tầng tròn rời rạc. Tiếng bạo trào tiếng thấp thì từ từ nghe nó qua là bằng cũ hơn như sườn tai và bằng trái hơn, nghe nó tấm 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 niềm tin từ từ thì đó là có càng trí tiếng thấp. Cái khó khăn thì giống như trong bài cáo này, vì mình để nó nghe được rồi mình lắc thì nghe nó thấp, bây giờ mình để nó nghe được thành đường mình lắc thì nghe nó thấp, nên là càng trí này thì mình bỏ và mà bỏ xe đó mình lớn thôi. Thế thì để mà gì đó có mình biết là họ hè thì liên quan tới mắc hè, mình muốn biết chữa được bệnh thì mình phải biết mắc hè nó nằm trong thì có cái bài tập là bọn em có thể giờ cái chỗ mắc hè từ cũ cho tới biểu các bạn trong các bọn em sẽ đi tìm đặc điểm của cái họ hè khác nhau làm sao. Thế thì trước khi làm được bài đó mình coi qua coi là mình
đánh giá những cái tiêu chí gì để coi là học kỳ này nó có lên đâu. Thì người ta nói là thường hơn là nên đến là ngán rồi, mang tính rất là tính thôi, không có gì quan trọng lắm. Mà cái quan trọng là giữa cái monoton, polyton, vị tiếng, vị thấp. Còn cái tiếng độ dài của cái tiếng một kèo thì thể hiện là hẹp gì và hẹp ít. Và lưu ý là hẹp quá rồi nó sẽ mất mặt cho cái bọt kèo luôn. Nên thật ra là nó không có gọi là chương trình 100%. Một cái điểm quan trọng là khi mà mình yêu cầu nên thả dư nó cắn tính cho bọt kèo từ lớn hơn. Nên thật ra là mình có thể mà giữa lần nào là thầy đuổi theo học kèm cũng nghe là bảo chỗ cái tai này ghê quá thì bây giờ mình liền cái tai mình ghê giống như ông mình khác là đó hơi khác khác thì có thổi mắt đi hay là kích sâu thổi ra nhắc hàm hết ở cái gì mình nghe thì nó ồ quá mình bắt đầu vậy là tôi phụ rồi thôi vậy là hãy để ý cái chỗ nó nghe lớn nhất đối với hai bên thì không được chúng ta cơn để rồi thì sẽ ra và tất cả người ta nếu mà quý vị nghe lớn nhất là cổ thì quý vị không dám chắc đó là chỉ cái tắc nghẽn nó là cổ tại vì tắc nghẽn là cổ nghe lớn nhất là cổ đúng tắc nghẽn mà ở ngoài đi mà này nè nghe trên đây đôi khi nó lan được cái cổ nó lan được cái cổ rồi thắc quá cái bọt kè nó âm nó ý cái tổ của quý vị bọt kè đi đây quý vị chỉ nghe bọt kè là cổ rồi quý vị có thể là nhầm là thắc kè thầy. Nhưng mà ngược lại nếu mà mình đã nghe bọt kè lớn nhất ở ngoài thì chắc chắn nó làm bài gì chắc chắn thì thắc kè thế nào bọt kè lớn nhất ở đó để hết vô thì chúng ta nói rồi hết vô là thắc kè ngoài người nó ra là thắc kè trong người bên hấp là còn chỗ thanh nhẹ và không thay đổi gì hay thì hấp còn đau là nhiều chỗ thanh nhẹ cái chỗ thanh nhẹ thay đổi theo thời gian thì đây là những cái thuật ngữ dân khác chứng tỏ là người ta có nghiên cứu và chắc chắn với ra ngoài ngoài ra thành cái tổ thì người ta quan trọng không phải là gì đó có hạn hay nhỏ hạn là ấm độ người ta quan trọng là nó ở hình nào của cái bàn hoặc cái bàn nó bắt đầu thì cái bàn nó là gì đó ra tắc nghẽn của CBD nó mà giữa thì hình bàn và thường thường nghe cũng thấy thì nó ra nó là dạng cái đoạn cho là nếp và tính nếu mà cuối thì hình bàn thì là được gặp nhất trong tim phổi trong sơ phổi trong phổi bây giờ lần đầu hoặc các đồ tan các đồ bây giờ ta cứ nói bây giờ quý vị nói bình thường quý vị nói tên lên đường bộ quý vị nghe rõ từ quý vị để có nghe đây tên lên đường bộ quý vị để nghe lên đường bộ nghe nó truyền giờ mình để cho nghe đây mình nó rõ để cho nghe đây mình nó thầm nó cũng rõ cái gì đó và đó là cái sự thầm để nghe đây cái cường độ nó là một để nghe đây cường độ nó tôi cái gì đó nó là cái bàn nước vàng cái gì đi bắt con hà long bắt con học ở hà long nhưng hà long pi cái gì nghe con hà long bay con học hà long nó sử dụng cái bệnh hà long a y thành a thành ra là cái gì sẽ có dễ kêu. Tại sao mà mình hay nói là đi với tay đi cho nó bổ sung là tại vì thì đó trong sách tiếng Anh về chữ e cái nhiều sinh viên đọc tiếng Anh có giỏi nên không bắt đầu đó bảo có nói cho con chữ e nghe mãi không thành chữ a nên nhớ là nghe chữ e và phát âm là chữ y và nghe là chữ a tức là phát âm là chữ a là hàm lông tay hàm lông pi dễ thôi. Nếu là như vậy thì cũng cùng nguyên tắc trong nghe tim nghe tim thường thường quý vị mà để cho nghe cho mỏng tim mà nghe hàng hai lá là quý vị tổ ba cho ba liền nếu mà quý vị bắt đầu từ lấy tim mà nghe hai mặt trước rồi sau cái nghe dần dần cũng bờ trái xuống đất nghe quýt bát ở ba rồi ở ta
cái rùi tâm tư để đỡ nó mỏ, quý vị sẽ gọi là dễ chịu nặng hơn. Thì bây giờ chị mình nghe, mặc dù mình nghe vị trí này một tội, có thể nó có nhiều tiếng không sao, mà bắt đầu ở vị trí này nó có tiếng từ từ thôi. Ở vị trí này có bị gặp cái này không? Ở vị trí này có gì đó không? Ở thanh khí với bạn không? Nghe thật, bắt đầu nghe ra tiếng có từ, cứ làm từ từ. Còn mình nghe đầu tiên mình nghe rất là lâu, mình đã anh đang tiếp tục đường các bài các bạn đi làm bài trước và sau hôm các một cái ban to hàng đặc biệt là ban to hàng ứng viên các cho các cá nhân gia đình đấy mình có bài tập thanh tổ hoặc là mình nói đi gần hết sâu thì nó sẽ có tăng ra thành thanh tổ mình có thể khám nhiều lần trong ngày mỗi ngày. Nếu mà một bệnh nhân mà khám thấy hồi bình thường nó nằm xuống nó cầm cái cổ nó kháng lên phần nhiều nữa là khi đi ơi như vậy thì mình phải phối hợp tất cả những cái triệu chứng phát hiện các triệu chứng như là đặc biệt là đau tay đau chân đau như nào và người đó người ta nghĩ rằng và người đó dạng có buồn ba giảm là cái ba cái từ giảm lên phối hợp với triệu chứng thì một cái dây là biết là phòng khám mình là những phòng nên toàn bộ đánh giá từ căn đến giá từ đến đánh giá hàng khám và lại thì còn từ đến rồi không cần nhập viện mình sẽ nắm được gì được là cái vai trò của và này thì có câu hỏi thì có thể là để thứ hai tuần sau từ 7 giờ đến 9 giờ tôi có để các bạn này cho có một một lần nữa gửi lời cảm ơn cô giáo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.